Bây giờ đã là buổi tối rồi các bác ạ. Hôm nay là ngày thứ tư. Hôm nay là ngày thứ tư anh em ở ngoài biển. Gọi là ngày trải nghiệm thứ tư ấy. Giờ cũng là buổi tối rồi các bác. Anh em lại tiếp tục một cái cuộc trải nghiệm về ban đêm, có nghĩa là buổi đêm về ở ngoài ngoài biển này, ngoài bờ biển này. Hôm nay thì Thắng sẽ dẫn anh em đi xoay ruốc các bác ạ. Xoay ruốc hay là con gọi con bạch tuộc đấy. Cố gắng kiếm mấy người hai con để sashimi nhá. Mỗi người hai con là quý lắm rồi đúng không? Ở cái này thì anh em sẽ đi theo cung nước được các bác. Ở đây anh em phát hiện con cá bống. Quý này lại bắt con cá bống được quý này. Nó chạy rồi, nó chạy rồi. Tại, tại là có cái cây này em không dám vồ. Cái này thì anh em đi theo cái nước này thì bắt đầu là có những cái đồ các bác. Ban buổi tối thì nó lên đi kiếm ăn. Anh em đi gặp con nào thì lấy con đấy thôi. Quý cá bống quý ơi. Ui nó chạy mất rồi. Ủa, nó chạy nhanh lắm nhỉ? Nhanh lắm. Cá bống ở biển này không giống cá bống suối các bác ạ. Cá bống suối rất là hiền. Cá bống suối còn nó làm im luôn. Cá bống biển này thì chỉ cần đụng phát nhìn thấy phát thôi là nó đã rúc nó bơi mất rồi. Nó lượn mất rồi. Này chủ nó ở cái lỗ này không sao thì nó lại đi chỗ khác các bác. Có lỗ à? Con này nhất định phải bắt được nó rồi. Đâu rồi nhỉ? Anh em phát hiện ra một con bạch tuộc các bác. Ơi, có tiền đâu rồi? Đấy anh em phát hiện ra miếng mồi đầu tiên. Ôi, nó chạy nhanh thế nhở. Nhưng mà không biết là cái lỗ nó có sâu không nữa. Lần sau tốn đi thôi. Không à, em vừa mới gọi các anh cái nó chui vào cái lỗ này ngay. Sợ lỗ nó sâu ấy. Chạy rồi, nó chạy nhanh lắm. Xuống này không bắt được rồi. Kiểu nó nhiều ngách đúng không? Xuống nó nhiều ngách. Thiếu tí nhở. Được chưa? Cố lên. Bắt được nó đâu, nó chạy đi rồi. Cứ thấy là Thấy là chộp thôi. Thấy là chộp thôi, nó nhanh vậy á. Tại vì cái này nó không giống như ở rừng mình. Ở rừng mình thì thao ồm gọi nhau. Không thấy rồi anh ạ. Vừa nãy em còn sờ được vào chân đó mà. Nhưng mà thôi quý ạ. Rồi đi. Mất con đầu tiên là mất cái mày rồi đây. Anh em ơi, con mực bé này. Con mực bé tí là. Xin. Quá thì ôi. Nó phun. Ôi. Bắt lên xem. Ôi. Ôi hai con. Hai con mực sim. Ui. Mình bắt anh chộp hai tay đi. À. Em đón bên này cho. Khép tay mạnh lên. Được chưa? Được. Xem nào. Con mực sim các bác ạ. Loại này nó chỉ to thế này thôi à Thắng? Con nó to bằng con đơn cái đấy anh ạ. À, bé rồi bác. Bé tí luôn. Thôi bé cũng được, Thắng bảo là loại này nó to hết cỡ chỉ thế này thôi. Lấy không em? Lấy hết à? Mất công lấy hết nhỉ? Thôi lấy cái may đã. Còn con cá bống nữa các bác. Đây. Ui giời, nhanh quá. Quý ơi, bắt được cá bống này. Vừa quay vừa bắt. Ui con cua các bác. Cua ở trong cái lỗ này, mà nó xuống mất rồi. Không kịp. Ở đây có con cua các bác này. Con cua. Ôi trời. Lên đây, chiến đấy. Màu chiến thế. Con này em sẽ không lấy đâu. Lát hỏi anh em xem có lấy không thì em lấy sau thôi. Con cá. Ôi trời, nó nhanh thật các bác ạ. Đó là nó rất là nhanh luôn. Đây, cá bống đây. Cái này thì phải đeo găng tay các bác. Đeo găng tay vào thì nó mới dễ được. Đây, mà đêm thì cũng là lúc bề mở lỗ các bác ạ. Em phát hiện một lỗ đây. Đó. Mạnh lên. Cho lên luôn. Một lỗ rồi. Cào lên, cào ra. Tao lấy sao? Ở đây này, nó đang ở trong ấy. Khuy móc được luôn. Anh em này cho con cá vào. Móc vào. Nó không ra cho. Ngược đít. Khi ngược đít nó sẽ cuộn tròn lại đấy. Chắc nó to. Đây này. Ồ được. Tạm được. Mà đêm thì thôi thì kiếm được gì ăn đấy. Về nó mở lỗ ra rồi thì dễ lắm rồi. Đúng con à? Đấy. Ở đây này. Anh em ơi, lấy đồ, găm đồ. Đấy các bác ạ, ban ngày thì có công việc của người kiếm tiền ban ngày.
Còn ban đêm thì là việc kiếm tiền ban đêm đấy, đây là những các bác quê ở đây đang đi soi ruốc đấy. Ở kia những cái đèn sáng sáng kia, đèn sáng trưng nhất ở trên giữa màn hình ấy, đấy là những cái đèn đi câu mực các bác ạ. B à? Đấy. Ây, 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 ây. To thế. Bảy chip, bảy chip, để chip. To thật. Thôi, cứ gom vào hết. Buổi tối đến là thời điểm những cái con mà nó ở trong cái hang các bạn, trong cái lỗ này nó ra đi kiếm ăn. Thì lúc đấy thì anh em vừa là mọi người ở đây cũng là bắt đầu đi đi soi đêm. Buổi ban ngày thì nó chui vào lỗ hết, là nó chui vào trong những cái bãi cát này các bạn, nó vùi mình trong bãi cát ấy. Không thấy được. Chỉ là đến buổi tối lúc thời điểm nó đi ăn ấy thì mới thấy được nó. Ở đây có một con cá các bạn. Các bạn liệu rằng có được nó không? Không được luôn. Nhanh thật các bác ạ. Này kể nhưng mà như mình ở nhà ấy, như anh em đi rừng ấy, dùng dao ấy, mình băm thì có lẽ là sẽ hiệu quả hơn. Hiệu quả hơn như thế này. Ây, giờ này chạy đi đâu. Được một con cá bống nữa rồi. Nó nhanh lắm quý ạ. Nó nhanh cực luôn. Nó nằm ở cửa hang ấy. Loại này mà kể nhưng mà mình như mình đi rừng ấy, có con dao thì có lẽ hiệu quả hơn. Được rồi quý ơi. Một con đầu tiên à? Đấy quý đã được một con bạch tuộc đầu tiên. Đây xem. Đây các bác, con bạch tuộc. Như chỗ ngoài này gọi là con ruốc. Con này là chân dài ghê. Chân dài ghê. Đấy nách luôn. Cả con cá bống vào luôn. Đấy anh em cứ chịu khó đi. Giờ kiểu là mình chia ra thôi, chứ còn giờ mỗi người thì mình đi chúng này thì không hiệu quả đâu. Anh em sẽ chia mỗi người một hướng các bác ạ. Rồi lát về tổng kết sau thì đi kiếm ăn vậy nó mới hiệu quả được. Cá gì đây? Đúng đó, đúng đó. Thế còn con gầu, con gầu đấy, cá gầu đấy. Cái thứ này xem nó có giống không. Cái con này hôm qua bị nó chích vào chân các bác, chích vào chân về sưng vù chân luôn mà đau mất đúng một đêm. Phát sốt rồi các bác ạ. Này nhìn loại này em đúng là em kiến tận già luôn đây này. À, siêu phẩm đấy du, ông Hường đây các bác ơi. Đấy, con cá bống này. Con cá này thì đúng là không chạy đi đâu được luôn này. Có găng tay chưa? Em không cần đâu. Không cần à? Cái bắt nó không thật tay. Còn ông Hường các bác. Ông Hường. Ông Hường thì nó kiểu nó cứ vàng vàng bên này. Ta. Liệu rằng có được. Liệu rằng có được. Được rồi, được rồi. Vẫn rất là may mắn các bác. Vẫn rất là kịp thời. Vẫn rất là kịp thời nhá. Đấy, con cá bống ở dưới ngoài biển này thì... Ôi trời, đừng. Mất công đấy. Làm thế không vui đâu. Nó chỉ em thấy nó to bằng, cứ đều bằng lứa bằng ngón tay này các bác. Quý ơi, ở đây có con gì này. Chứ con gì ấy. Nó nhiều tua lắm. Ông biến mất đâu mất rồi. Lúc nãy vừa thấy xong bây giờ chẳng thấy đâu nữa các bác. Rất là nhanh. Chưa có một con cá, em phát hiện con cá bống. Chụp, được rồi. Lần này thì may mắn hơn rồi. Con này to hơn các bác ạ. To hơn. Cá bống này nhìn toàn thịt không. Đấy. Được chưa quý ơi? Đây bỏ đây một bao áo rồi, phải bỏ sang cả ống quần rồi. Nhiều lắm. Nhưng mà tội không bắt được nó thôi. Nhưng mà cũng đủ một ống quần rồi. Được chết được một con nữa. Ôi, xuống mất rồi. Con ở ngay chỗ này thì nó xuống mất rồi các bác. Chuẩn bị. Ôi, xong, không được rồi. Lại chui vào lỗ mất rồi. Bên này em thấy một con nữa. Mà con này bé thôi các bác. Con này không to lắm. Hình như là bắt con bé nó dễ hơn các bác. Những con bé này lại bắt dễ hơn này. Những con to lại khó bắt hơn. Gặp tiếp à? Quý bay đấy nhờ. Đang định lại quay lại hỏi anh em xem có được cái gì không. Ôi, con cua. Kẹp đó. Ôi. Thôi, kẹp đi. Kẹp đi. À, nó vẫn còn kẹp được thật. Anh ơi. Đâu rồi? Đấy. Một con ruốc, hai con ruốc.
Ui, cua này nó kẹp hết con này. Cá bống. Ô thế thế thì vậy cho em gửi luôn với. Đây này, em đầy một túi quần với một túi áo rồi. Và cả một ống quần nữa. Nhưng mà giờ em góp chỗ này trước nha, em góp chỗ này trước. Lát ống quần lấy sau nhá. Kẹp. Vẫn kẹp à? Cá bống các bác ơi, cá bống, hai con luôn. Hai con, hy vọng được con. Ô không được luôn. Hai con mà không được con nào. Chỗ này em đạp phải một hốc bê bê. Đạp luôn. Mạnh, đâu. À, bò lên. Con bé các bạn, nó bò lên mãi bên này này. Con bé, đây một cái cá đây. Chạy đâu mà sâu. Ê, được luôn. Có những con rất là hiền nhá. Có những con. Hả? Chắc con đấy ngủ quên, ăn no ngủ quên rồi. Đâu. Đây, cái biển đấy. Biển này á? Con này á? Con này á? Cả đường hang hết rồi mà. Còn cua à? Cua, cái này hai cái bống. Đây con đang được một túi áo rồi, nhưng mà thôi, để lát nữa gửi anh ăn sau, chứ ngại móc lắm. Bê bê ra ăn này. Đây này, bê bê cái loại này không lớn được đâu các bạn. Và nó chỉ như thế này thôi. Anh ăn cho vào luôn đây. Loại này đau lắm. Con đang nào đang thiếu mà. Đang thiếu hết, không? Gặp gì bắt hết. Cá bống này các bác này. Bống này. Hết đường chạy này. Anh em ơi. May mắn đến rồi. Con tuộc đây. Đây này to. Đấy lại đây xem là nó đang bò đi này. Nó ở trên này nó không bò được đâu, nó không chạy được đâu, không kịp chạy đâu. Đây các bác. Ôi giời ơi. Này. Này bắt đầu nó bám vào cái tay này. À, nó phun mực luôn. Nó phun nó ra đen xì luôn. Đấy các bạn ạ. Em cũng được con đầu tiên. May mắn rồi. Quý thì may hơn được hai con. Thôi cũng có cái để lát nữa để bốn anh em chia nhau. Này, anh ơi. Cho đấy. À 824. 24 cái chân mà. Chia ra vẫn đang được thoải mái. Anh em đủ ăn. Cá rồi các bác ơi, cá bống rồi. Cá bống rồi. Đoạn này đeo găng tay và dễ bắt các bác. Kiểu nó không bị trơn ấy. Em lại gặp hàng tiếp rồi các bác ạ. Đây một con nữa đây. Con này cũng bé thôi. Nhưng mà cũng là đủ là mỗi người một con rồi đấy. Anh em ơi. Được thêm rồi nhá. Đấy được một con đây này. Và đây con bé bể. Mình về ra ăn. Úi, chạy. Tiếp tục lên hàng nào các bác ạ. Đây. Con ghẹ. Con ghẹ thôi nhá. Con này cũng tương đối đấy. Anh được hai con à? Ừ. May đấy nhỉ. Em cũng được hai con này nữa là con thứ hai này. Để xem nào. Thấy gì không? Không thấy. Không thấy được. Tối lắm. Đen tối lắm, không thấy được gì cả. Anh em được cái gì không? Chục con à? Chục con cá bống à? Được đĩa cá bống trong này anh ạ. À. Đây được nhiều lắm, cá bống được nhiều lắm. Đưa con cho anh ăn. Đang ham lắm, nó được con gì ấy? Anh ấy bảo được hai con mà. Chắc gì nó ham. Kia anh ngân về kia rồi. Cái gì không anh ngân ơi? Dạ. Được mấy con tuộc rồi. Là ba con à? Ba vậy là 7 con rồi. Cho em một con nhá. Cố gắng kiếm lấy con đấy nhỉ. Cho em một con. Cố gắng kiếm lấy con đấy luộc. Em chưa được con nào mồm đâu. Nhiều cá bống lắm. Cá bống thì nhiều. Anh em mình bắt cá bống về mai chiên xù. Chiên giòn. 4 con à. Một con ống hương. 2, 4, 5 con. Tôm nữa 5 con. 8. Còn nữa không? 12 con. Đây. Trong túi em này. Không, cầm kéo ra em mới được. Em không có tay. Đây. Một con. Chẳng biết bao nhiêu con nữa luôn này. Rồi đằng sau này nữa này. Đấy, thấy chưa? Mà không được thêm con nào. Không được thêm con tuộc nào.
cái bụt túng to ấy nhở. Chưa được cân chưa? Cá bự. Gần cân rồi đấy. Hai đĩa hả? Anh em giờ cố gắng kiếm vài con tuộc nữa là đẹp luôn. Một đĩa cá, một đĩa bột nữa, thành hai đĩa với là 6-8 con tuộc. Lúc nay còn bắt được mấy con về nữa cơ. Vậy là ngon. Cẩn thận. Nên phải nhanh. Được chưa? Nhanh đâu. Được chưa? Đấy. To. Đấy, to đấy chứ. Đây là một miếng. Đấy, một miếng rồi. Mai lại uống nhòe à? Cứ một con này là một hớp bia. Còn hớp bia thì có mà. Thì nhà, có khi nhà máy không kịp sản xuất không cho anh em đấy chứ. Còn lấy đôi la lốt rồi nữa nhà thắng nhờ. Đảm bảo luôn. Nó vừa nãy nó chui vào nó không vào được anh ạ. Vào hàng luôn. Hàng quá à. Mất luôn đúng không? Mất ngay. Vào hàng. Nó nằm ở trên cái miệng lỗ luôn. Nên là cắm đầu vào rồi. Cắm đầu nó rất là nhanh. Chỉ cần sảnh phát là mất luôn. Mất luôn. Hàng này thì chịu rồi, chui về hàng của nó rồi. Hàng này này. Công nhận nó tài thật nhá. Nó chơi nhớ hàng cực kỳ luôn. Chặn đầu đó anh ạ, chặn đầu. Xem nào. Thoát được không nào? Thoát rồi. Thoát rồi à? Thoát luôn hả? Thoát kiếp nạn luôn hả? Thoát hoàn rồi. Tôi cũng đồng thôi. Thoát kiếp nạn luôn. Con gì đấy? Con cua. Cua. Nó ra mất rồi đấy. Ý. À, con cục kỳ đây. Có cục kỳ. Đấy. Được con cục kỳ. Kỳ vậy. Thôi tha đi. Tha. Tha hả? Có một con duy nhất tôi tha cho nó. Không nỡ. Tha rồi đấy. Để nó to. Để nó để đấy năm sau anh em ra lại có cái mà chiến. Được không? Chặn được cái hàng nó thì sao nó chạy được. Đấy. À, nó ở ngay miệng lỗ à. Nó chặn hàng nó thì nó hết đường chạy là đúng rồi. Cứ góp đi. Góp đi. Còn chung đi. Chục lần là thế được 10 con. Nước này đẹp khi là có hàng đấy. Khi lên hàng đấy. Hình như mình đi rồi sao quý ạ? Không phải mình đi. Như có vết chân này. Ê, hàng thật đây. Đâu. Từ. Đây các bác ạ, với cái chân của nó như thế này. Nó bò đi. Bò đi. Nó giang cái này, em nghĩ là kiểu là nó đi thế này nó gặp thức ăn ở đâu nó cuốn ở đây luôn. Nên thì em nghĩ là như vậy. Suy luận của em, suy đoán của em. Đi về tra Google đi. Đấy nhỉ, bảo là khi nhặt hàng là nhặt luôn thật đấy chứ. Đây được 8 con rồi. 8 con thì về cắt ra. Úi con cá bống nhìn nó xuống rồi. Rước. Con này. Úi con này miệng hàng. Ở đây có cái vết gì cái này như vết của tuộc sao? Không phải đâu. À có con mực này, con mực bé tí này. Tuộc. À có tuộc bé tí này các bạn này. Bé tí này, con này thôi. Con này thì nướng là có khi là vừa mới xong là đã giòn tan rồi ấy. Con đấy luộc lên khi bỏ miệng đã tan hết luôn rồi. Được luôn. Được luôn. Thế là hết đường chạy. Được phải dùng nắm rồi nhá. Được nắm chưa? Nắm rồi đấy. Được nắm lát rồi chứ bỏ dồn cho anh ăn cho. Là để mình chỗ này tay, là được bắt. Một người là có tạm ổn thế này. Thế mực hay có tuộc. Mực ship à? Ship. Đấy, lên nó lên luôn. Xem. Đấy. Đây con mực sim các bác ạ. Con này ngon đấy. Mực sim. Thôi, bỏ chung vào đấy. Chắc chắn rồi. Đây các bác, được 8 con bạch tuộc như thế này. Và rất là nhiều cá bống. 9 con. 9 con, 9 con. Rồi mấy con ghẹ nữa. Giờ muộn rồi, cái này thì về anh em sẽ cất vào tủ đi. Mai mang ra tròi nhà thắng rồi đảm đạo lịch sử. Đảm đạo sau. Quý cái mấy con cuôn để riêng cho quý ạ. Để riêng cho không là lát nó cắn. Ở đây nhiều màn hăn lắm. Rất là nhiều màn hăn các bạn. Ui, nó cắn không nguyên luôn. Những cái con ghẹ này nó cắn nát hết cá đấy. Buổi sáng ngày nay thì anh em lại vào trong cái khu lán tròi của nhà thắng các bác. Cái này là Thắng đang làm cái mô hình kiểu như là quán nước đây. Trồng sim. Bên này nữa, bên này là khu nấu ăn này. Bên này là khu chòi ngồi uống nước. Còn như bên này, bên vườn bên thoải này thì là Thắng đang trồng trồng sim vào các bác ạ, trồng sim. Bên dưới kia là một cái hồ, xung quanh nước xung quanh. Còn bên trên là vườn sim. Bên trên này là khu kiểu như là vừa ăn uống vừa ngắm hoa sim ấy. Cái quả đồi này cái hình chóp nón nên là Thắng sẽ làm luôn một cái khu chòi ở trên này. Đây, toàn bộ khuôn viên. Bên to
đây, cái phần hôm qua đây các bác. Mấy con ruốc. Cái này con ruốc hay con bạch tuộc Thắng? Con ruốc chứ không phải là bạch tuộc đúng không? Đấy là mình nhầm, mình cứ nghĩ là con bạch tuộc nhưng mà không phải đâu các bác. Em vừa mới xem lại các bác bảo là con này là con ruốc chứ không phải là con bạch tuộc. Cho vào nha, đảo nha. Cho vào, cho ít nước vào. Thì cứ đổ vào cả đi, lại cho đây, em này sẽ chiên xù. Chiên giòn. Chiên giòn. Này đúng quy trình như đấy. Đáng ra là phải hòa trước cơ. Tại vì thấy nó sai sai nên mình phải hỏi xem đúng quy trình chưa. Phải hòa trước cơ mới đúng. Đảo chưa? Rồi cũng được mà. Cái này hả? Cái này đúng ra mà gì đâu. Chắc thiếu bột rồi nhỉ? Chắc thiếu rồi. Một cân, một túi này là dùng dành cho một cân mà. Thoải mái, hết luôn. Thế thì cái này hơn một cân rồi. Cân rồi. Nhưng mình ăn toàn hải sản thôi, không ăn bột đâu. Và ít thôi, có là được. Nước, thêm chút nước nữa. Rồi rồi rồi, thế. Cái tay đảo chưa? À, lá lốt nữa. Cái cũng kỳ công phết nhỉ. Thôi nấu lên như bọn anh ấy Thắng ạ. Bọn anh cứ đi rừng sẵn sẵn là nấu luôn này. Thế vài cái lá gì đấy. Đun lên. Ừ. Hôm nay ở nhà đây là anh em sẽ dùng luôn bếp ga công nghiệp. Vừa là 1 lít rau ăn này. Và là 1 lít thoải mái. 1 cân. Đấy nhá. Đấy, gần đấy đấy. Lá thiếu quả thêm. Đấy. Xèo xèo. Cho cá vào ạ. Cho nó ngập xuống dầu đi, không nó lại dính lên bên này này. Đấy, nó dính đấy. Cẩn thận nó bắn, nó kéo vào mắt đấy. Một cá của anh em đây, sản phẩm anh em lúc đêm. Cả một con ruốc. Chỉ làm là mình bỏ cái này lúc nào nó nổi lên là chín. Dính nhau ấy, vàng. Dính nhau rồi. Dính nhau rồi. Dính nhau rồi, quý ơi. Dính cái bẻ ra. Con rồi. Dính cái bẻ ra. Cái đầu ấy mà. À, cái bột ấy mà. Bỏ từng con thôi, xong rồi nó dính nhau. Hai con một nhá. Hai con một. Đây, anh Ngân gắp kiểu một lần là được cả tảng luôn này. Dính nhanh chết đi nhỉ? Vừa bỏ đã vàng rồi. Cái bột này thì nó nhanh mà. Mấy con đề bé con anh em cũng đốn trên luôn. Để đó. Cái làm hai mẹ chứ. Cái chật chỗ. Còn là chúng chất ra chất. Đến nhau này. Ôm nhau đến nhau. Để cái bột nó dính với nhau ấy. Rồi chuyển sang màu vàng dần rồi. Con tôm tiếp này là nhanh hơn, nhanh hơn. Tức là kiểu tôm tiếp nó, hay là nó vàng, nó thả màu vàng nó rồi. Ngập hải sản, ngập trong dầu ăn. Lên mùi chưa? Nghe. Lên mùi rồi. Lên mùi rồi. Lên mùi chiên. Đấy anh em, vớt ra thôi. Khay này để cho nó nguội dần. Loại này ăn nóng ấy nhờ, sướng ngon. Cho em ăn luôn đấy. Không, thử luôn. Đấy, mình đang nói thôi, nhưng mà làm hay không là do mình chứ đúng không? Đừng làm theo tôi nói thôi. Đấy. Đấy, ăn được mà, việc gì đâu. Cũng như đơn giản như con này này. Trong lúc trước, lát nữa trừ đi một con. Ăn đơn giản luôn, thật luôn. Này là kiểm nghiệm cho quý và anh Ngân xem luôn này. Không, ngon mà. Ngon rồi, ngon lắm. Thôi đùa, cũng xin một miếng rồi nha. Mình thử nha, đặt được nha. Đấy, giờ có kinh nghiệm hơn nên là anh em cứ bỏ từng con một, nó không bị dính nhau. Cái chuyện bếp lúc này của chị em phụ nữ thì thạo hơn chứ đúng không? Mình thì thạo đi rừng luôn. Mình không trách được mình. Làm tạm tạm thôi. Làm tạm tạm thôi, chín là được. Nhà này có vẻ nhanh hơn đấy anh nhỉ. Cái dầu nóng rồi, nóng sẵn rồi. Nhanh nhỉ. Anh em bỏ mấy con ruốc vào được. Trước kịp bấm máy quay nó đã ngả màu mất rồi. Đấy, con như chỗ quý mới to kìa. Con quý mới là con to kìa. Mà con này to hết.
là thằng khó tính nó mới bị thế đấy. Còn chỗ đấy cứ chen vào. Rồi hết con con này mẹ hết rồi mà. Những con thì con bé thì cho mà được một con con nhá. 8 con. Đấy. 5 người. Thế là ngon. Rồi này chấm sashimi. Ăn sống. Mình cứ nhầm bảo là con này tục nhưng mà không phải. Con ruốc, con ruốc, con ruốc, râu nó ngắn hơn. Thì nó cũng họ hàng nó đấy. Và ngâm rồi. Cho bột vào luôn. Cho bột vào lên cái con của nó. Ây giời. Vào rồi, anh nào khó tính là nó nổ. Ba anh em bu bu đây mà. Chẳng biết ai, ai. Nổi chúng ai, người đó biết là biết người đó. Chẳng biết rồi ai. Cũng chỉ định rồi. Đúng. Chẳng biết do ai nhờ anh Ngân nha. Biết do ai. Lúc anh em nói lại bảo là ơi sao lại bắt bẻ nhau thế. Nó nhả hết bột nhờ. Không dính bột. Nó không dính bột. Vậy là không dính bột đâu các bác. Nó nhả hết luôn. Đấy những con lúc nãy anh em đã quyệt 2-3 lần mà vẫn không được. Nó bong ra. Nó bong ra hết. Như cái này này. Cái này thì cũng giải lên cũng không được. Đây để nó chín là ăn thôi. Đây để nó chín thôi các bác. Rồi. Đúng rồi nhá. Để chín là ăn thôi. Ô gần 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 bóng đêm rồi. Tôi vẫn được được mày nhá. Nó nổi thì cái nó cái bụng rồi đấy. Nó ra nước. Nó ra nước. Đúng rồi, nó gặp nước. Và nó nổ hết thôi mà. Hết thì thôi đi gì đâu. Nhưng mà tại sao quý xuống nó lại nổ to thế nhỉ? Đấy nhỉ? Ai quý xuống nó đấy, ai gì máy quay đấy nó nổ. Dí máy thì đây là dí máy lần đầu suốt rồi nhưng mà chẳng biết sao lại cúi đầu nó lại nổ đầu. Nó nổ rõ to chứ. Tự ra ngoài đấy nó không nổ nữa chứ. Hai con nữa. Đấy, thành phẩm của anh em lúc đêm. À. Một đĩa này và một đĩa này các bác. Mắm. Hôm qua nghe Thanh bảo là tí ra hôm nay ra biển là hơi buồn đấy. Mình lại ngỡ là bảo Thanh nay ra biển nhé. Sáng nay cũng là ngày nghỉ ngơi các bác ạ. Ngày thứ tư, ngày thứ năm. Anh em nghỉ ngơi rồi đến ngày mai anh em về. Chúc mừng. Vâng nào, chúc mừng đây. Tới qua nhà mời anh em nhá. Mời anh em nhá. Đêm mà anh em đi xoay được ít cá bống Thanh. Với là bể với đây. Đây sản phẩm đây, tổng sản phẩm đây. Em mời các bác. Đây này cuộn vào gói vào. Không, phải ăn ăn mình nói để cảm nhận cái vị của nó trước đã. Em mời các bác nhá. Chấm nước mắm xiêu cay thơm bùi bùi lắm quý ạ. Thơm bùi à? Thơm bùi cá hay là thơm cái mùi hay là mùi bột. Mùi bột. Có vẻ như quý chưa cảm nhận được vị. Chưa. Nhìn đang nhợt nhạt lắm. Làm con nữa. Mùi la lốt. Khi phải làm con nữa mới cảm nhận được. Đấy, nghe. Làm bát nước mắm siêu cay. Mời mọi người nhá. Ăn miếng to em ạ, ăn uống phải miếng to mới ngon. Đấy như thế chứ. Chụp vào. Ăn miếng cá thôi. Ghém một con. Cái mớ ruốc này rán không thể giòn được đâu. Không giòn được hả? Nó bong hết cái... Không giòn được ruốc gì. Nó bong hết cái bột ra. Đúng rồi, nó bong hết bột ra. Này chấm này phải quyệt thêm một miếng tỏi nữa. Đấy thế này. Ui, mà đúng bài. Anh em ơi, lấy đã nhé. Đấy, em mời các bác đăng, tự đăng view. Tuyệt vời. Anh em ạ, tuyệt vời các bác. Chưa cay lắm đâu, phải cay nữa cơ. Đúng rồi đấy, chưa cay lắm. Cắt ớt thêm vào. Cái ớt này lúc phải giã ra. Giã ra cơ, để giã thêm nhá. Đấy, anh em dùng đi. Người này chưa đủ ớt, mà. Anh em phải tăng thêm ớt. Chưa đủ độ cay. Chưa đủ độ cay. Giờ bát này, giờ nhìn mới ngon này, mới hấp dẫn này. Mời chơi FPA. Ăn ở trên đấy. Đầu tiên là có cái mùi ớt nó thơm ấy. Thơm. Ăn sướng ngay. Nhìn cái bát đang mắm chắc kín rồi. Thử luôn. Vừa nãy chấm có cái mùi ớt. Thử con BB này đi. Đây này, Thanh dùng con BB này. Vâng. Đây là Thắng này. Vâng, MC. Vừa nãy em cũng ăn ngon rồi. Đây này, anh Ngân này. Con này đôi. Rất ngon lắm. Không cay lắm mà vẫn ngon. Mình tìm con khác. Đây, anh để lại đấy. À, để lại hả? Này bề bề thế này em. Đấy, cuốn thế này luôn các bác ạ. Sẵn tiện là cuốn thế này luôn. Đấy, bây giờ mình có làm con bề bề luôn đi cho nó có bạn bè nhá.
Cá này thì là nó đi có đồ có cặp hả? Cá này cũng giống như cá suối, cá suối về anh em cũng chiên cá cuộn lá nốt chấm mắm cay này. Ôi cá suối ở cá bóng suối ở cá bóng suối cho ai nhá, bắt dễ lắm, nó hiền lắm, nó bắt buổi tối nó không chạy nằm im luôn. Có cái con cá bé bé này mà ăn đắng đắng ấy, con này ăn cũng ngon. Ừ. Còn lại cá trắng trắng ấy. Đấy, còn cá ở chú cá ở biển này mà nó còn bảo là đố anh bắt được em cơ mà. Wow, anh cố gắng lắm mới bắt được này, nó chạy lắm. Em mời các bác nha, làm những con bề bề chiên đi câu cũng thích chiên xù trong lỗ trong ngồi xuống nhiều con to lắm nhưng mà con to nó toàn chạy vào lỗ hết, nhanh lắm nó phải muộn bề bóng là phải muộn nó ngủ đó. Nào lên nào đặt lên tốn bia phết đấy. Này là anh em nhát rồi các bác, đến trưa nay anh em còn làm bữa cơm kiểu tổng kết nữa. Ok, chia tay gia đình rồi. Sáng mai anh em về sớm. Như là uống từ giờ sáng mai mình về à, nó thoải mái. Ừ, ăn ruốc thì thế nào? Ăn ruốc đi. Mình không bắt được con nào nên mình không dám làm. Không, hôm qua bảo chia rồi mà. Hôm qua bảo chia cổ phần rồi mà. Cho một kéo. Để cắt ra nhá. Hôm qua tháng bắt con đầu tiên bị hụt cái là từ được, đó là đen. Đầu tiên đen luôn nhỉ. Nó vừa mới lên vừa mới tối nó kiểu nó còn tỉnh quá. Tỉnh quá. Thế là mới số kêu anh Tử vào quay lại. Em cái đợt em mới lần đầu đi xe ruốc cũng vậy. Thấy rồi. Thấy nó xa xa xoay ra thấy rồi. Thế đấy. Cục, ánh đèn giống như kiểu là bánh cục ấy. Nó chảy vào cồn đi. Thế mình cứ đi dần lại thì đã ông thấy nó ở đâu. Đúng rồi. Nó nhảy nhanh lắm. Còn đấy là con đầu tiên nó mới ra nó gần hàng. Thắng bắt hụt cái là từ đó đi không gặp con nào luôn. Một khi nó đã ra ngoài nhà nó hiền không mà nhỉ? Hiền mà. Nó ở đêm nó ở tầm 1-2 tiếng nó ngồi trên bùn đấy là nó yên luôn, không di chuyển luôn. Nhưng mà con này nó vừa mới nó mới ra khỏi lỗ. Lỗ. Nó còn tỉnh lắm. Thì hôm qua anh bắt hai con bằng kia nó cũng đâu có cựa đâu. Không cựa, không chạy luôn, không cần ghém quý. Không cần ghém đâu, ăn nguyên chất. Chấm vào cái này thôi. Em mời đi. Vâng. Thôi không mời thì cứ nhìn quý ăn thôi. Ừ. Cuốn mặc cáo luôn. Dài quá. Vậy không phải đi chân dài. Hả? À đây. Thanh ơi lấy dép. Một con ruốc bé. Đây con ruốc này ăn nó ngon này, vừa miếng này. Vừa miếng này. Này giòn đấy. Chấm lút vào. Có mà giòn. Cái này không giòn được. Có đi một chút. Đây. Mời các bác nhá. Ăn anh em ăn mặn vào đi. Còn cá bấm lên nước tí bé rồi. Cá chiên này nó thơm nhỉ. Nó thơm kiểu thơm cái mùi bột đấy các bạn. Ngon mà. Thơm mùi bột. Nó hơi nhẹ đô một tà thôi. Nhẹ hả? Nhẹ đô. Thử nhá. Sợ sốc lắm. Đây hàng cục này nè. Sợ sốc một tạt. Hàng cục này xem nào. Đấy. Không sốc. Không sốc ăn vào nó phải nó mát lắm lắm mà không ăn nhịn lại. Không sốc nhưng mà thơm. Một tạt rất là thơm. Mình cứ chấm chéo. Cái này xong một cái lại chấm bên này cái. Là được. Nào, đây đây. Đã lên hả? Đi. Mẹ ơi, anh em chỉ có hai lon thôi mà. Đây đang gọi là năm anh em là gọi là ngũ đại anh tài. Uống bia được tô xanh hết. Anh em làm nháp bữa sáng xong rồi các bác. Giờ đến lượt đến giờ đi làm bữa trưa bữa chiều đây. Anh em làm ít xóc nướng. Mười con. Ố sắp được rồi Thắng ạ. Vàng rồi coi. Này anh em bỏ dầu ăn đây là nó nhìn nó vàng với là nó nhanh chín. Đây, bên trong này là những cái đầu nó, cái đầu với là anh em nấu 3 4 con rồi đấy. Có em ạ. À, anh em đang về lấy rồi. Cái này anh em sẽ nấu mẻ lá chanh. Lá chanh. Bữa cơm để lá chia tay anh em về. Wow. Với cái đầu sóc đấy, bác nào thích ăn đầu rất là ngon. Nhưng bác nào mà đã không ưng ấy thì cảm thấy kiểu như là không ăn được luôn, không dám ăn. Có chưa bỏ ớt quý? Bỏ ớt vào nữa. Đây là nước mắm tỏi của phần lúc nãy đây. Nhìn thế này chứ đúng không? Cả đen cả đỏ thế này chứ. Cho nhiều ớt vào lại sợ anh ăn thôi. Bữa cơm đã xong rồi các bác ạ. Thôi nhỉ. Chúc sức khỏe nhau các nhỉ. Anh em đây. Đâu đâu? À, không em đang có bầu em không uống anh ạ. Không uống á. Bầu. Đây là vợ chiến. Được mà. Bầu chứ. Bầu như sao? Tôm anh ạ. Thưa mời các bác. Đây là bữa cơm mà gia đình Thắng chuẩn bị để gọi là chào tạm biệt anh em các bác ạ.
Qua đây thì em cũng thân mặt anh em của nhóm tự thợ rừng lời cảm ơn đến gia đình bác Trầm cũng như là gia đình Thắng. Đây, đây. Hôm nay bố không ra được, bố mẹ không ra được thì anh em và anh có lời cảm ơn em và gia đình và tất cả mọi người ở đây, tất cả anh em bạn bè người ở Quảng Ninh đã gọi là rất nhiệt tình giúp đỡ anh em xong cái cuộc trải nghiệm. Anh em cảm ơn nhá. Rồi anh cảm ơn. Và bây giờ thì anh em chúng em xin hẹn gặp lại các bác ở trong những video đi rừng sắp tới của anh em các bác nhé. Giờ anh em chuyến này là về sẽ đi rừng luôn. Và bây giờ anh em chúng em xin tạm biệt và hẹn lại các bác ở trong những video sau.